cái con còn ngàn rất là bự luôn nha. Cái con nó chắc cỡ 1 kg mấy nha anh em. Đó, dưới dài dài đằng trước kìa. Rất là nhiều luôn. Đó, mình zoom lại đó anh em. Không biết anh em thấy không nha. Đó, rất là to luôn. Đây đó thì mình bắn thì vẫn được nha anh em. Mình bắn có thể là nhiều khi nó gục tại chỗ luôn. Nhưng mà cái này hiện tại là giữa cái sông anh em. Bắn không biết sao lụm nữa nên thôi nha. Không có bắn. Đó, quá to luôn anh em ơi. Ok, mình xin chào tất cả anh em nha. Thì hiện tại mình với ông anh mình mới vừa vô tới cái điểm xăng nha anh em. Đó thì bữa nay cái thời gian của mấy anh em mình đi xăng nói chung thì cũng không có được nhiều nha. Đó thì bữa nay mình sẽ thử thách đi xăng 3 tiếng rưỡi nha anh em. Đó là mình đi trong vòng 3 tiếng rưỡi. Có hay là không có gì thì mình cũng đi về nha anh em. Đó, tại còn công việc nữa anh em ơi. Bởi vì sắp xếp một cái thời gian nhất định đặng mấy anh em mình về. Đó thì bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu cái cuộc hành trình đi săn nha. Tranh thủ đi săn đặng bắn thử có những cái pha đẹp nào không để cho anh em xem nha anh em. Đó thì mình đi chung với ông anh mình. Này, chào anh em rất nhiều ơi. Chào anh em. Rồi, ok thì bây giờ mà anh em cùng theo dõi cái hành trình của hai anh em mình đi săn nha. Ok anh em ơi. Tới đi, tới đi, tới đi, tới đi. Còn đâu nhiều vậy hả? Thấy chưa? Nó chạy lên nè, nó chạy lên đây nè. Cô bỏ nha các bạn. Lụm đừng con rồi các bạn ơi. Ở đây nè anh, đợi đây nè. Nó lủi á. Thấy không? Em nói nó ra tới đây mà. Nè. Nó chạy lẹ lắm. Dạ. Mấy con này đi săn cái em gặp nó em hiểu ý chứ. Nó mà gãy cánh rồi nó té xuống em nói với anh nó chạy dữ dằn luôn. Mấy cái đám này nó đỡ nè, mấy cái đám này nè nó thưa thưa nè. Còn vô mấy bụi đới ha là nó nằm nó gút luôn mà anh. Nó nằm nó gút tại chỗ luôn mà. Dạ. Con gì? Đâu? Nhóc kêu bên bậy chính xác. Ủa, xa lắm anh, đây đó cả 100 mét á. Cái con này mới thì cũng xa lắm nè. Bắn đầu đây nè. Ở trọng tỉa ra cũng khá là xa luôn. Chạy qua bên kia được đây, các bạn, quá mập nè các bạn. Mình mỏi nè. Rồi, ok, tiếp tục anh em ơi. Đi được một tập. Có lý rồi đó. Hay có tương lai rồi đó, bỏ vô chai nước luôn nha anh. À, bụi à. Đi. Chạy hỏi sóc bởi á, bởi ở đây nè. Để rồi, ok. Có lý nha các bạn, đi dọc đường đó lụm được chiến dịch luôn. Chạy đâu rồi? À, mày nhà này gom bị bẹp luôn rồi các bạn. Tại cái thời gian của mình đi săn không có được nhiều các bạn ơi. Hết hồn tụi nó gãy cánh té không chạy vậy. Không phải cái đích là mình. Cái này thì gặp mấy con bị bẹp bự mới bắn nha các bạn. Mấy con nhỏ quá, cái này mình cũng làm miếng bắn.
sang dây cục em nói vô nè anh ơi. Các bạn hồi nãy mới bắn cu gốc nè các bạn, mà không có quay các bạn ơi. Không được sao? Mục lắm rồi. Mục hả? Cái cục thử đẩy thí vô đi anh, không sao đâu. Nè. Cự ly khá là xa luôn nha anh em. Xong rồi anh em à. Hay dữ vậy. Rồi, ok các bạn ơi. Quá là bóp cái mỏ lại vô ha. Nó cắn á. Rồi các bạn, thì nãy chạy vô chổng các bạn, cái máy quay nó hết pin giữa chừng nha. Nè, tôi hú nó rất là mập luôn. Nè, tôi hú nó rất là mập luôn nha các bạn. Con này quá là hơi chá nắng á. Đó, cái này là ông bạn mình đợt trước có vô clip của mình nè anh em. Đó, ông đi dân quân ở ngày đây nè. Đó, ông thấy mình bắn gớt cái em chạy ra chơi nha. Dạ. Rồi, ok, tiếp tục nha các bạn. Bài trước không mà tài. Quá nhát các bạn ơi, nghe thùng cái bạch cái đầu bài, nghe thùng cái bạch cái đầu bài. Nãy giờ hai con rồi đó. Bắn gì đạn ghim ngay không mà nó bay trước không có một. Con gì? Tôi đi. Bụi không? Ừ. Ở đâu? Trong cái bụi đó. Bụi mấy nước hả? Ừ. Ta đang gịnh gò chỉ con gì khơ khơ đi. Gọi gõ tụi bán tiêu luôn rồi. Tôi nghe lời bà đó, tôi coi con gì. Ở đâu? Ở nào? Có thấy đâu nói khơi gì trời. Đâu? Không. Đâu? Thấy con gì đậu mày. Con gì đậu? Hồi nãy thấy con gì. Chỉ khơi nữa ha. Là mắt cò trắng người ta. Ta đang gịnh cò trắng ở đây nè nè. Cò trắng kế bên đây nè. La làng lên. Thôi đi bài, bỏ đi bài. Có chừng bị bẹp không dần nữa. Thôi đi, bị bẹp già già hả bắn. Thôi bỏ đi, đây. Chỉ khơi là mắt con của người ta. Ở đâu? Ở đâu? Con gì trời nha, này chỉ con gì trời. Nào đi ra coi. Ủa? Con gì? Ủa? Kìa. Con cò. Bị thương rồi anh em. Thấy hay vậy? Kìa, mình bắn vô cái eo nó hết cái rồi gọi qua bụi kia luôn rồi. Vả trời đậu, con cò bị ngáo gì trời. Con cò. Nhìn con cò không biết con cò nữa. Rồi luôn rồi, bỏ con cò luôn. Nó chui vô bụi mây dương luôn anh em ơi. Để mình kiếm đường mình đi qua. Cái con đó nói chung thì nó còn bay được, nó chắc nó cũng còn mạnh nha anh em. Mình giả vô cái eo nó hết viên rồi, nó bay cả nỉn rồi.
con này làm như nó bị tỉnh tỉnh hay gì á. Đây, để bảo mình khám nghiệm nó thử coi, coi chừng nó bị ai bắn bị thương á anh em, nó bay không nổi á. Cái gì? Nè. Con nãy nè phải không? Đây anh em. Cái con cò này thì nó bị zombie anh em ơi. Đó, nó vẫn còn mập bình thường nha anh em. Nè, hai cái ngực nó nói chung là thịt cũng rất là nhiều luôn nha. Mình mới khám rồi. Nó bị zombie anh em, cũng như bị mấy anh em kia bắn ban đêm á. Rồi giấc sáng này cái nó phơi á, cũng như hồi tấu bắn cái nó zombie nó bay vô đó, nó đậu đó anh em. Đó. Cho con cò này cũng nói chung là thì cũng rất là mập nha, hai cái ngực nó rất là thịt luôn anh em. Đó. Rồi bỏ vô túi đi em. Tưởng đâu chỉ khơi chứ. Không mà hồi sớm vợ mình chỉ mình cũng không nghĩ tới con cò nữa nè, mình tưởng nó cũng bị bẹp không à. Đâu bạn cò đậu khơi khơi đó không biết. Vậy mà vợ mình thấy hay thiệt, mình không thấy luôn anh em, mình không có để ý luôn. Kéo ra. Coi chừng á, mở cái dây này ra nè. Lấy bình nước ra. Rồi ok, tiếp tục nha các bạn. Cò tới số các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì mình cho vợ mình ở ngoài mình đi vô cái vườn dạt nha các bạn. Hiện tại là bây giờ cũng trễ các bạn, 5 giờ 5 mấy rồi. Đó. Cái vườn dạt thì cái vườn cam đó các bạn. Nó đậu mấy cây thấp thấp không à, vô thử coi bắn có được con nào không. Bạn thường là mình vô đây cũng nhiều các bạn, bắn tàn là zombie không à, bắn không có tịch các bạn. Phải nghèm vô ngay cái đầu nó bắn mới chết được, mới chết ngọt được. Còn bắn gãy cánh là nó rớt xuống nó chạy mất tiêu chứ. Thì mới thì mình thấy có con nó bay vô nó đậu vô đó các bạn. Đây bây giờ mình phóng qua cái. Đó. Đó anh em thấy không? Anh em thấy nó bay chưa? Thử vận may coi có được con nào không. Đó. Trời ơi, nhiều kìa. Trời ơi, nhiều. Quá nhiều. Kìa, một đống luôn các bạn. Trăm con, trăm ngoài con. Cái con đó thì trúng rồi các bạn. Trúng mày gọi trúng xước các bạn. Quảng hồn với ngược lên. Quá trái nắng à. Khó khăn quá. Bây giờ mình sẽ nhóm lửa nha các bạn. Đó thì hiện tại mới thì có ông anh mình ổng mới vừa gọi mình nha. Đó thì anh vô anh kiếm mình chơi các bạn vô nhà mình á, nhưng mà không có gặp mình ở nhà. Thì mình có kêu ông anh mình chạy vô đây chơi luôn nha.
mấy anh em mình có mua thêm cái cánh gà chiên nước mắm nha các bạn. Đây, mấy em gần đây nè Phong. Đó, khá là hấp dẫn luôn nha các bạn. Rồi ok, mình mời tất cả anh em cùng nhập tiệc với mấy anh em mình nha. Rồi tới ai rồi? Giờ tán cái rồi, rung tay lắm rồi. Mời tất cả anh em luôn nha. Nửa ly hả? Đã rồi. Nửa ly hả? Có chia hai. Rồi ok, mình mời tất cả anh em nha. Giờ để mình quay lại. Đây nè, tại mình để cái đèn ở dưới anh em nó chá lên nha. Ủa em với anh hả? Chị Nguyên mày đâu uống đâu? Đây anh xem. Đây. Leo cầm cắn đi dầu hơn. Này sẽ cầm cái này giùm anh đây, để anh xé tôi hú ra cho Nguyên này. Đó, ngày nay theo dân nắng đây, tặng cho cái đùi. Nè, đùi khúc khúc này ăn nó giòn. Sắp ra nó bị nè anh Sang. Được rồi em để đây. Nè anh xé đi. Anh với anh nhiều gà ăn đi mấy em ăn liền liền. Bữa giờ anh thấy anh lâu rồi chưa đi bắn hả anh Sang? Có đi giống như buồn buồn, giống như tại thích bắn dạ. Mà rồi ham làm giàu có thời gian đâu. Đó, anh anh mình thì chơi ná cũng khá là lâu nha các bạn, cũng 5-6 năm nay các bạn. Hồi đó mình chưa biết chơi nữa là đây không, anh mình không chơi trước rồi nha đó. Nhưng mà tại công việc anh nhiều quá bởi vậy rồi ít có thời gian đi săn được. Đây anh cũng ná thủ luôn nha các bạn. Chào cả nhà, chào anh em. Làm miếng cánh đi. Rồi Quốc đi xé cái đùi ăn em không? Ăn cái đùi của con cò obi coi. Đây mời tất cả anh em nha. Anh em ơi. Để đây nè, tao lấy cho nó. Tới giọng rồi. Chào. Mới cầm đùi. Đây mời tất cả anh em. Thận tay. Ủa ngược vòng hả? Được đó. Vòng ngược hả? Thấy anh cầm cái đùi kìa. Trời ơi. Miễn cầm cái đùi là ly đó quá. Nhỏ nhỏ ăn đầu đi. Biết đầu. Rồi. Đầu tôi hú ngon lắm á trời. Anh Quốc ơi. Anh ơi. Ngon lắm á. Thì có mấy chai điểm gạt con nha. Trời ơi trời. Em nhà em ăn em kiếm cái đầu không đó. Uống ly ngán thiệt chứ. Cầm dạ, uống ly thấy dạ. Ngán kinh luôn. Ly tới tán vô 3 ly khiêng đi luôn. Ly bự ít ly đi rồi. Sao em? Sao? Ngon không? Ở nhà không chịu đi dân nắng. Ủa mà mình bằng bỏ hết rồi phải không? Dạ cò là em mốc đích em bỏ mấy ruột hết rồi anh. Đó đơn sang cái bịa coi. Ừ. Dạ. Bịa tôi hú ăn ngon lắm mấy tài. Mấy bữa em có ăn rồi. Ăn em lắm. Tí ăn đi. Tới nữa. Đây. Nhìn em chưa? Nhìn nhìn là thấy rồi, tới nữa cầm cái đùi mới chấm muối. Đúng ra mấy con này mình ăn rồi không bỏ gì luôn. Ngừng ly hả? Đúng không? Không. Con này thì nó ăn cá rồi nè. Còn con này nè nó ăn trái cây thì nó ok hơn. Đây. Còn nó ăn cá mà. Tụi em nó uống. Đây, mời tất cả anh em nha. Cò quá em. Ngày nay phải bắn được 3 con cò, chụp được con gắn 800 g đó nữa. Rồi dung. Ở dưới tôi chạy theo hướng mà luôn là chẳng có được á. Bộ gặp hả? Cầm gắn. Đấy. Gắn nó bò ngang em á, còn lú cái đuôi đâu mấy tấc gì mà em chở cái này nè, em đâu giống quăng xe ngang, phải em đi mình em quăng xe ngang em chụp á. Nó đi hướng này, nó đi hướng kia. Gắn quạnh kia và sọc luôn. Chạy ngang đường á, bò ngang đường. Dạ. Phải gắn gặp tay với hưng là ngon. Mùa lầm bự lắm. Bây giờ em không bự. Này nửa cái màu quá. Lùm nhỏ nhỏ là em bư luôn, cái vô hang là về chỗ em lấy cái lan đạo luôn, lụm luôn.
nửa hớp một mà xuống nặng như vậy. Nửa em nói nửa mà tại anh uống quá hớp rồi đó. Hớp ra mày đó. Ủa là sao, là cái ly này là hai người hay là một người? Hai người. Hai người. Hỏi nó là nửa hả vậy, nó nói nửa. Mình tưởng nó ai uống rồi trừ lại mình nữa. Tưởng đâu đó là nửa ly đúng không? Bây giờ uống vô sao mình thấy nó nhiều dữ vậy? Rồi ok các bạn ơi, thì chắc mình cũng xin kết thúc cái video tại đây nha các bạn. Tại bây giờ cũng khá là tối các bạn, 7 giờ mấy rồi đó các bạn. Mà anh em cánh gà. Đó thì mình cũng với mấy anh em ăn uống tranh thủ rồi đi về nha các bạn, còn nghỉ ngơi nữa nha các bạn. Tại giờ tối rồi cũng khá là mũi luôn các bạn. Để ngồi quay hoài là cũng khá là lâu nha. Rồi ok, mời các bạn ly nữa thì mình kết thúc video nha các bạn. Rồi ok anh em ơi.